Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Thưa quý vị, bà Vũ Thị Minh Châu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đang có đơn xin nghỉ việc. Trước đó liên quan vụ 500 căn biệt thự xây dựng trái phép ở huyện Trảng Bom, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bom bị nêu tên nhiều lần trong kết luận của thanh tra tỉnh với các vi phạm thiếu trách nhiệm trong việc phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật về đất đai. Sáng ngày 10 tháng 5, ông Lê Tuấn Anh, Bí thư huyện ủy Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cho biết đã nhận được đơn xin nghỉ việc của bà Vũ Thị Minh Châu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Ông Tuấn Anh nói, huyện Trảng Bom nhận được đơn xin nghỉ việc của Chủ tịch huyện. Tuy nhiên, quyết định cho nghỉ việc hay không là thuộc thẩm quyền của tỉnh ủy Đồng Nai và Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Bà Vũ Thị Minh Châu, sinh năm 1970, quê Nam Định, giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trảng Bom từ năm 2015 tới nay. Trước đó liên quan vụ 500 căn biệt thự xây dựng trái phép ở huyện Trảng Bom, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tràng Bom bị nêu tên nhiều lần trong kết luận của thanh tra tỉnh với các vi phạm thiếu trách nhiệm trong việc phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật về đất đai. Kết luận thanh tra nêu rõ, bà Vũ Thị Minh Châu, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tràng Bom, ký nhiều văn bản liên quan đến sai phạm tại dự án khu dân cư Tân Thịnh. Ngoài ra, 20 cá nhân khác thuộc các sở, ngành, phòng, ban và lãnh đạo địa phương cùng 13 tổ chức có liên quan sai phạm trong thực hiện dự án cũng được nêu rõ, yêu cầu xử lý theo quy định pháp luật theo nội dung kết luận thanh tra số 01 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. Năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương đầu tư và giới thiệu địa điểm dự án khu dân cư Tân Thịnh cho công ty cổ phần đầu tư LDG đầu tư xây dựng dự án tại xã Đồi 61 với diện tích 18,22 ha. Sau đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cho dự án. Ngày 12 tháng 11 năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định số 3928 chấp thuận chủ trương cho công ty LDG đầu tư xây dựng mới một khu dân cư với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu định cư và sinh hoạt cho người dân tại xã Đồi 61, huyện Tràng Bom. Kết luận thành tra cũng chỉ rõ bà Vũ Thị Minh Châu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tràng Bom thiếu trách nhiệm trong việc phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật về đất đai. Liên quan sai phạm tại dự án nói trên, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố hai bị can là lãnh đạo công ty LDG, khởi tố 5 bị can là lãnh đạo cán bộ huyện Tràng Bom về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ngày 8 tháng 5, phiên tòa hôn nhân gia đình về tranh chấp ly hôn, nuôi con chung, chia tài sản chung, nợ chung giữa ông Lê Phước Hoài Bảo, cựu giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Nam và vợ đã tạm hoãn vì một đại diện ngân hàng liên quan đến vụ án có đơn xin hoãn phiên tòa và ba người khác có liên quan vắng mặt không lý do bà N.T.H.T, vợ ông Bảo cho biết nguyên nhân bà T có đơn khởi kiện ra tòa là do hai bên thỏa thuận ly hôn bất thành. Theo bà T, bản thân có nguyện vọng được nhận trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng hai con chung cho đến khi các con đủ 18 tuổi và không yêu cầu ông Lê Phước Hoài Bảo phải cung cấp nuôi con chung sau ly hôn. Về tài sản chung, bà T yêu cầu tòa án chia đôi tài sản chung và cả khoản nợ trong thời kỳ hôn nhân của bà và ông Lê Phước Hoài Bảo, gồm 8 bất động sản. Đáng chú ý, cả 8 bất động sản này đều là những khu đất vàng ở thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Đơn cử như quyền sử dụng đất thuộc thủa đất số 21 và 22, tờ bản đồ số 7 diện tích đất 150,2m2, tọa lạc tại khu dân cư khách sạn căn hộ và thương mại dịch vụ 2.9, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Tại Quảng Nam, bà T và ông Bảo có những bất động sản chung hàng trăm mét vuông như quyền sử dụng đất 288,75 mét vuông, có địa chỉ khu tái định cư ven biển Duy Hải, xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, quyền sử dụng đất có diện tích đất 400 mét vuông, địa chỉ khu tái định cư Hồ Đồng Tiễn, xã Bình Trị, huyện Thăng Bình quyền sử dụng đất có diện tích 319 m2, địa chỉ khu đô thị số 3 phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Bà T chỉ yêu cầu nhận hiện vật là ngôi nhà tại địa chỉ số 419, 421, đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Khuê Trung, huyện Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng và phần góp vốn tại công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển giáo dục MD hoạt động tại địa chỉ trên. Ông bảo nhận tất cả bất động sản còn lại và có trách nhiệm trả lại phần dư cho bà T. Tuy nhiên, theo bà T, thỏa thuận hôn nhân không thành là vì ông Bảo muốn chia tài sản tỷ lệ 2 trên 8, tức là bà T nhận 20%, ông Bảo nhận 80% trong số tài sản chung. Về khoản nợ, ông Bảo muốn chia 50% cho cả hai. Bà T cho hay, nếu chia theo đề nghị của ông Bảo thì số tài sản tôi nhận được chỉ đủ bù qua cho khoản nợ. Điều tôi mong muốn là có được ngôi nhà đang ở và cơ sở giáo dục đang điều hành tại cùng địa chỉ để có nguồn thu nhập nuôi con. Nhưng ông Bảo không đồng ý nên sự việc mới phải đưa ra tòa. Ông Lê Phước Hoài Bảo từng được bổ nhiệm làm giám đốc sở kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Nam năm 2015. Tuy nhiên năm 2017, Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ tỉnh ủy Quảng Nam chỉ đạo tổ chức đảng và cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục xóa tên ông Bảo trong danh sách đảng viên hủy bỏ các quyết định về công tác cán bộ không đúng đối với ông Lê Phước Hoài Bảo với lý do ông Bảo được bổ nhiệm nhưng không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, vi phạm quy trình, thủ tục. Ngày mùng 8 tháng 5, Ban Thường vụ tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức hội nghị phiên thứ nhất tháng 5 năm 2024. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị hội nghị đã xem xét báo cáo của đoàn kiểm tra theo quyết định số 901 ngày 15 tháng 1 năm 2024 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Bắc Ninh kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ huyện ủy Gia Bình nhiệm kỳ 2005-2010. 2010-2015, 2015-2020 và một số cá nhân có liên quan vi phạm về quản lý sử dụng đất đai. Xét nội dung tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ban Thường vụ tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Xuân Quang, nguyên huyện ủy viên, nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gia Bình, Nguyễn Đức Bàng Nguyên huyện ủy viên, nguyên bí thư đảng ủy thị trấn Gia Bình, nhiệm kỳ 2015-2020. Nguyễn Chí Sớm, nguyên huyện ủy viên, nguyên bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn Gia Bình. Nguyễn Ngọc Cường, huyện ủy viên, tránh thanh tra huyện, nguyên trưởng phòng tài nguyên môi trường huyện Gia Bình. Ban thường vụ tỉnh ủy Bắc Ninh cũng quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ban thường vụ huyện ủy Gia Bình nhiệm kỳ 2005-2010, khiển trách ban thường vụ huyện ủy Gia Bình nhiệm kỳ 2010-2015 và ông Nguyễn Kim Thoại, tỉnh ủy viên, giám đốc sở tài chính, nguyên bí thư huyện ủy, nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Gia Bình. Ngày 8 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh cung cấp để điều tra bổ sung vụ án môi giới hối lộ để bảo kê xe quá tải qua trạm cảnh sát giao thông suối Chè. Trước đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã truy tố tội môi giới hối lộ với các bị can Trương Công Quang, Trần Quang Tân, Nguyễn Đăng Khoa, Đặng Văn Út, Trần Thị Diệu Hoa, Nguyễn Văn Hậu, Ngô Văn Đạm, Lê Bảo Ngọc. Đồng thời truy tố các bị can Lê Bảo Ngọc, Hoàng Thị Việt Hà, Hoàng Hiệp, Hoàng Thanh Sĩ, Tạ Thị Thu Trà về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo quyết định trả hồ sơ, tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai yêu cầu viện kiểm sát nhân dân tỉnh cung cấp điều tra bổ sung, làm rõ nhiều nội dung nhằm giải quyết vụ án một cách toàn diện, đúng quy định của pháp luật. Thứ nhất, điều tra làm rõ việc nguyên trạm trưởng cảnh sát giao thông Suối Tre Lê Ánh Dương có dấu hiệu phạm tội nhận hối lộ hay không. Tòa xác định đây là mấu chốt quan trọng để giải quyết vụ án một cách toàn diện, đúng quy định pháp luật và cần xử lý trong cùng một vụ án. Tòa án nhân dân đánh giá trong lời khai của ông Lê Ánh Dương có nhiều điểm thiếu trung thực, mâu thuẫn với lời khai của Trương Công Quang, người lập đường dây thu tiền bảo kê và Trần Quang Tân, người quang đưa tiền để đi lo lót với lực lượng cảnh sát giao thông phục vụ đường dây. Tiếp đó, tòa án nhân dân tỉnh yêu cầu viện điều tra đối chất giữa Dương và hai bị can Tân, Quang về số tiền 400 triệu đồng. Thứ ba, tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai yêu cầu viện kiểm sát làm rõ số tiền bị can Nguyễn Văn Hậu nhận từ các chủ xe, tài xế khi nhận bảo kê xe quá tải là bao nhiêu và thu lợi bất chính là bao nhiêu. Đồng thời làm rõ 1,5 triệu đồng hậu thu của hai xe chưa kịp đưa cho Quang, cơ quan điều tra có thu giữ hay không. Bởi theo cáo trạng, bị can hậu nhận từ các đối tượng đưa hối lộ là 42 triệu đồng, nhưng theo hồ sơ lời khai bị can thì số tiền trên là được hưởng phần trăm từ môi giới của 525 xe với 80.000 đồng một xe. Riêng số tiền 1,5 triệu đồng, hậu khai đã thu từ hai xe nhưng chưa kịp đưa cho Quang. Theo lời khai của hậu, số tiền trên đã nộp cho cơ quan điều tra. Thứ tư, đối với bị can Đặng Văn Út, tòa nhân dân tỉnh yêu cầu điều tra làm rõ Út nhận tiền của các tài xế xe tổng cộng bao nhiêu và thu lợi bất chính bao nhiêu. Bởi hồ sơ thể hiện mỗi lần nhận tiền của các tài xế, bị can nhận được 80.000 đồng tiền công một xe nhưng không kể số tiền nhận được của các tài xế là bao nhiêu. Thứ năm, tòa nhân dân tỉnh cũng yêu cầu xử lý, kết luận dứt điểm lấy lời khai đối chất và kết luận các trường hợp Nguyễn Đăng Khoa và Trương Công Quang đưa cho cán bộ cảnh sát giao thông tên là Dũng và Toàn lần lượt là 65 triệu đồng và 70 triệu đồng. Bởi khoa khai đưa cho một cán bộ cảnh sát giao thông thuộc tổ tuần tra đặc biệt tên là Dũng 65 triệu đồng. Còn Quang khai đưa cho một cán bộ cảnh sát giao thông tổ tuần tra đặc biệt tên là Toàn 70 triệu đồng. Và cơ quan điều tra đã cho Quang, Khoa nhận dạng được Toàn và Dũng. Thứ 6, tòa đề nghị xem xét lại tội danh truy tố đối với một số bị cáo. Theo cáo trạng trước đó, các bị can Lê Bảo Ngọc, Hoàng Thị Việt Hà, Hoàng Hiệp, Hoàng Thanh Sĩ, Tạ Thị Thu Trà bị viện kiểm sát truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, tòa nhân dân tỉnh Đồng Nai cho rằng các chứng cứ có tại hồ sơ chưa đủ điều kiện cơ sở pháp lý để xử lý.